Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Tu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả các bạn ha. Tiếp tục chia sẻ niềm đam mê bất tận về thế giới cây kiểng. Hôm nay thì Năm Thu lại quay trở lại cái điểm bán mai vàng của anh Tám Bonsai, tọa lạc tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn thân mến, số điện thoại của anh Tám là số điện thoại là 0903175207. Mọi liên lạc các bạn gọi trực tiếp cho anh Tám. Ngày báo giá là hôm nay cũng có một số giống mai truyền thống mà Tám thường sưu tầm về, được báo giá vào ngày 3 tháng 6 2020. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp anh Tám, anh Tám sẽ chia sẻ của bạn ha. Tám ơi, Tám đâu rồi? Dạ đây. Xin chào. Dạ. Chúc ngày mới vui vẻ. Dạ. Dạ Tám xin chào tất cả anh em và mọi người và các cháu nha. Hôm nay là ngày 3 tây tháng 6, Tám có về những cái loại mai thường chủng như mấy cái tuần trước, những cái tháng qua. Tám cũng xin nói phương thức buôn bán của Tám là Tám sẽ là bao ship tất cả cho anh em ha, bao ship hết tất cả toàn quốc. Bao ship là Tám cũng có xin để gửi chậu luôn cho anh em chơi nha. Tấm gói là gói luôn cả chậu luôn. Dạ. Thì phương thức của Tấm thì mấy anh em cũng biết rồi. Sau khi anh em mình thỏa thuận nhau xong thì Tấm sẽ là đóng thùng rồi Tấm gửi, còn anh em ở thành phố thì Tấm chở tới nhà. Giao trực tiếp. Tấm mới lấy tiền. Còn như mà bên gửi đi bưu điện thì Tấm cũng gửi đi rồi ra bưu điện thu hộ giùm. Thu hộ giùm. Tất cả anh chị em các cháu ủng hộ cho Tấm. Vậy là cái hàng này mình bán là mình bao ship toàn quốc. Dạ. Đúng không em? Dạ. Đúng. Khi bao mà khi mà chuyển ship thì có nghĩa là cái cây được chia sẻ lên trên cái clip này làm sao thì chuyển hàng của bác nhận được là nó như vậy. Dạ. Chứ không phải là bóc cái cây bó vô trong cái miếng ni lông. Dạ, đúng không? Dạ. Là các bạn nhìn thấy đây là một cái hàng như vậy, khi mà Tám đã chào giá thì Tám sẽ chuyển nguyên si nguyên một bộ. Dạ. Nguyên một bộ này đi luôn, chỉ trừ cái ghế là thôi. Trừ cái bộ xe các bạn. Các bạn lưu ý ha. Để có cái gì, có nhiều khi cái chậu bự quá không thể đóng thùng được thì thôi phải thành bỏ bầu thôi, nhưng mà nó thì hạng hữu thôi. Dạ. Phải nói là hạng hữu thôi thì mới bỏ cái chậu, là nguyên do bỏ chậu, không phải về tiếc cái chậu mà là không gửi đi được, nó quá nặng nề. Dạ. Tiền ship nó nặng quá thì cái chi phí để mà giao hàng nó không đủ chi phí thì các anh chị cô bác thông cảm. Tiền ship, nhưng mà tại vì cái thùng mình nó có giới hạn. À. Mình đóng cái thùng vô nó không có dựa cái thùng. Buộc cần phải là mà bỏ chậu ra, nhưng mà nó chỉ có hạn chế một phần một, chẳng hạn như mình trồng hai mấy cây có một hai cây thôi chứ. Mà đã chứ không có luôn. À vậy hả? Nó dựa với cái thùng. Nó là kể như là 90% là những cái đơn hàng, những cái cây sản phẩm được chào bán thì sẽ chuyển đi nếu là cây nhỏ. Dạ. Còn cây lớn thì tùy theo. Dạ, nếu tùy mà theo, Tám sẽ cố gắng hết mức chuyển được thì chuyển không được thì đành phải bó tay chấm cơm. Dạ. Và nếu mà cây lớn quá thì mình sẽ đóng một cái thùng khác. Nhưng không phải như bỏ cái chậu lại. Đúng không? Dạ. Thì ý năm mới vậy thôi. Dạ. Ý chứ không phải là bỏ gì. Bó tay chấm cơm đâu phải cắm, đâu phải là chấm toàn thân đâu. Rồi, chúng ta bắt đầu làm việc các bạn. Các bạn lưu ý lô hàng được chào giá vào ngày 3 tháng 6 2020. Em đầu tiên là giống gì đây Tám ơi? Em đầu tiên em số 1 này là giống cúc mai, là cúc Tân Châu á. Tân Châu. Em báo có thông số. Em cúc Tân Châu này có cái hoành là 17, cao 40, ngang 60. Ngang 60. Cây này bắt đầu đi tâm tự hết không lượng. Cây nó phun, nó phun đi đã lắm, nó đi mình nhìn mê luôn á. Nó đi cây mai sao đi được? Ấy nó là cái mấy cái tượng nó đẩy đi. Mấy cái tượng nó phát triển hả? Dạ, vậy nó đi tôi nó chợ cho mai mà đi ông nội nó chuyện như vậy. Nhân cách hóa. Thôi cây được chào giá bao nhiêu đây Tám? Dạ, cây số 1 cúc mai này được chào giá là 1 triệu. 1 triệu các bạn ha. Năm Thu chỉ nói chuyện vui cho các bạn xem đỡ buồn ngủ thôi. Có nhiều bạn là thì bảo là tôi bán nước bọt, tôi buôn nước bọt. Buôn gì buôn, miễn bán được mai thôi. Đúng các bạn. Mà tiếng cười bằng người than thuốc bổ, mắt thì ông cười miễn phí mà ông chịu cười. Rồi, xin mời em khác. Các bạn thân mến, khi mà Năm Thu với làm clip chia sẻ không tham gia mua bán mọi giao dịch, các bạn gọi trực tiếp cho anh Tám theo số điện thoại này các bạn ơi. Số điện thoại trước màn hình đây là 0903175207 ha. Các bạn nên gọi trực tiếp cho anh Tám ha. Rồi, em số 2, báo có thông số. Em số 2 này là
là em Dạo Nhung. Dạo Nhung thì anh em tất cả mọi người nay thấy đồ đọt nó đâm, tại vì cái khi cái đọt sẽ có Dạo Nhung người đâm ra nó màu xanh xanh á, màu xanh đẹp lắm. Nhưng cái đậu này đi nó bị đọt rồi. Đây là đã không xin nói luôn, những cây Dạo Nhung này là F1, nó là phong nó thì đã không biết F1 thì phong nó rất đẹp. Thì đây là cây suốt này. Ép càng nhỏ thì bông càng chuẩn, các bạn lưu ý. Ép càng lớn thì bông nó càng bị lai tạp giữa cái cây, giữa cái gốc cây cây ghép ha. Có nhiều bạn không biết ép F1 F2 là gì. Phân biệt cho người ta biết. Có nhiều bạn chỉ biết ép nhau thôi, F1 F2 không biết. Thì Lâm Thu chia sẻ ha. Ép số càng nhỏ thì bông nó càng thuần chuẩn và ha. Ép càng lớn thì bông nó càng lai. Vậy. Rồi, được chào giá chưa? Chưa, cây Dạo Nhung này là cây số 2, cái hoành của nó hoành 10 cao 65 luôn, nhà ngang 60. Dạ, được chào giá là 800 ngàn. Rồi góc sau em nghiên, để cho em góc cho bạn xem góc ha. Đây. Rồi nói chuyện quên, rồi cái góc quên cái cũ, mấy ông mấy bà không thấy cái cũ không biết chịu. Cái tên cũ mới được, khổ. Cái cũ kia, tao phải tên cũ. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục chia sẻ các bạn em số 3. Em số 3 này cũng là em Dạo Nhung. Dạo Nhung. Dạ. Dạo Nhung là tên, nó là tên Nhung hay là bông nó giống như Nhung? Bông nó giống như Nhung vậy anh. Phải không? À. Bông tròn đẹp bự. Cái này Nhung đen hay Nhung xanh? F1. Hả? Này là F1 8 thì nói chung là cái đợt tổng lấy về tiền dài cây, về cây bán để có nó giống như gì cho anh em. Nhưng mà Nhung này bóng nó màu gì mới được? Dạ, màu vàng. Màu vàng, tưởng màu đen hay màu xanh vậy? Còn nếu mà màu khác thì mình mua màu vàng thì mình xin vô. Nếu muốn màu khác thì chịu khó mua màu tô vô ha. Dạ, đúng rồi. Báo cáo thông số đi em ơi. Dạ, cái cây số 3 này có cái hoành là 11, cao 70, ngang 60. Dạ, được chào giá là 850 ngàn. 850 ngàn. Lô hàng được báo giá vào ngày 3 tháng 6 2020. Mọi liên lạc các bạn gọi trực tiếp cho anh Sáu theo số điện thoại đã được phát sóng trên màn hình các bạn ha. Rồi cái đơn này thì anh em biết là bây giờ cuối năm rồi, nó giảm nhung này nó rất là đẹp. Thì cũng mong là tất cả anh em, anh chị em và mọi người và các cháu ủng hộ. Giảm nhung đẹp lắm hả? Đẹp cả anh Tám không? Đẹp em Tám cười, nó đẹp cái đẹp cỡ anh Tám hồn, anh Tám cười trời. Rồi xin mời em khác. Em xấu quất á, cháu còn xấu quất luôn á. Vậy đẹp cỡ anh Năm phải không? Đẹp cỡ anh Năm đó. Chấp nhận. Lâu lắm mà mới nghe được câu nói hay á, câu nói hay nhất trong ngày luôn. Rồi tiếp tục chia sẻ các bạn, em số 4 phải không Tám? Em số 4. Dạ, em số 4 này là Phú Tâm. Dạo Phú Tân. Dạ, Dạo Phú Tân thì anh em thấy là đang dòng cái mùa này nó động tâm động đi. Chừng một tháng thôi, một hai tháng nhiều rồi là bắt đầu cái tán nó bự ra. Rồi, em số 4 này là Phú Tân. Phú Tân có cái hoành là 14, cao 6, 7, ngang 50. Rồi. Dạo Phú Tân thì mọi người cũng biết là ha, sức sống nó là bông nó thơm, chịu lạnh tốt, bông nó là màu sẫm ha, là rất là thơm. Rồi em này được chào giá là 850 ngàn, em số 4. Vâng, xin mời em khác. Em số mấy? Em này là em số 5. Số 5 có tên gọi là gì? Dạ, cũng là Dạo Phú Tân. Dạo Phú Tân. Dạo Phú Tân, em số 5 này có cái hoành là 15, cao 65, ngang 60. Cũng xin mong anh chị em và các cháu ủng hộ cho Tám, Tám ơn rất nhiều. Thì nói chung là cũng 30 tháng qua rồi, còn cả nước,
Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ anh Tám để Tám có tinh thần tiếp tục đi săn lùng những giống cây vừa đẹp vừa rẻ và chia sẻ cùng bà con yêu mai cho mọi miền tổ quốc. Rồi Tám xin nói lại là Tám bảo xíu toàn quốc ha, Tám gửi chậu luôn cho anh em nha. Rồi ok, em số mấy được chào giá? Em số 5 thì được chào giá là 900.000. 900.000. Các bạn lưu ý đây là một cái giá 900.000 là giá bao luôn ship phải không? Dạ bao luôn ship. Các cô bác và anh chị chỉ cần trả 900.000 là có được cho mai dùng chơi. Dạ, không phải tốn thêm bất cứ một khoản phí nào khác nữa. Dạ đúng rồi. Rồi cái về cái đẩy cho vô là mình cái về mình chăm bình thường ha. À, rồi ok. Sẵn luôn. Rồi xin mời em khác. Tiếp tục chia sẻ các bạn, em số mấy đây Tám ơi? Dạ, em này là em số 6. Em số 6 có tên là gì? Dạ, em số 6 này cũng có tên là Dạo Phú Tân. Dạo Phú Tân. Dạ. Thì tất cả anh chị em đều thấy đồng hồ bắn đồng hồ đi. Rất đẹp. Thông thường là mỗi một cây mai là mỗi một tháng thì nó mọc một cơ đọt lá một lần. Dạ. Mà mỗi một lần nó phát triển thì cái tầm khoảng từ một tấc rưỡi cho đến hai tấc. Thì nó sẽ chựng lại các bạn ha. Nó chựng lại, nó già lá. Rồi bắt đầu tháng sau nó tiếp tục nó bung một đợt nữa. Dạ cũng xin nói luôn nên nhắc nhở anh em là cắt đọt đừng để cho nó dài quá. Thì Nông Thu cũng đã chia sẻ cho các bạn đón xem chăm sóc mai tháng 4 năm, tháng 4 âm lịch. Thì Nông Thu mỗi một tháng thì Nông Thu thường chia sẻ với các bạn để cách chăm sóc mai trong suốt một cả năm các bạn ha. Những cái nhánh mà nó nhảy đọt, nhảy đốt, nó thưa là những nhánh nó thường ít bông và không có bông. Thì các bạn nên cắt bỏ. Khi mà mình cắt thì các bạn lưu ý, các bạn vừa cắt cây, các bạn vừa chỉnh theo tàn ha. Chỉnh theo cho cái cây nó tròn theo như ý, chứ đừng có cắm đầu, cắm mũi, cắt đuổi đuổi thằng nhỏ luôn. Là cây là nó bị móp méo, nó không đẹp đâu. Rồi, có thông số chưa? Dạ chưa, cây này là cây số 6, có cái hoành là 16, cao 70, này ngang 60. Dạ, cũng được chào giá là 1 triệu ngàn, tiếp 1 triệu đồng. 1 triệu ngàn hả? Dạ, 1 triệu đồng, xin lỗi. Này xin lỗi, chịu không nổi luôn. Dạ, chịu không nổi. Bình thường á, đánh rỡ xin ông nổi. Ờ, này xin lỗi, chịu không nổi. Rồi, xin mời ông khác. Tiếp tục chia sẻ các bạn, em số mấy rồi Tám ơi? Dạ, em là em số 7. Em số 7 có hình thú rất đẹp các bạn, cái củ đẹp rồi. À. Củ đẹp, nó có bị mục không Tám? Năm nhìn sao có thêm rồi. Dạ không á, còn củ còn nguyên không? Dạ còn nguyên. Chứ không phải là củ quá bự quá đẹp luôn. Chứ không phải là như củ khoai lang sùng hả? Không, có củ khoai lang sùng đâu. À. Củ này là củ, củ đẹp. Thấy không, cái tảng đang bung không? Ừ. Đây là em là có tên là gì vậy Tám? Dạ, em này cũng là Dạo Phú Tân nha. Dạo Phú Tân, em là có cái củ đẹp rồi các bạn. Dạ, Dạo Phú Tân. À, cái củ hình thú cũng là rất là yêu ha. Các bạn về có thể chế tác thêm cái củ này lại, đục đẽo thêm. Đục đẽo thêm ý của mình. Rồi, em số 7 này có cái hoành là 22. Hoành 22. Cao 65 và ngang 65. Em này tàn tròn đi. Củ bự. Vâng. Rồi em này được chào giá là 1.050.000. Rồi ok. Rồi tắm bao ship tổng mức cho em nha. Em số mấy? Dạ em là em số 7 đó. Em số 7 là 1.050.000. Dạ đúng. Rồi em số 7 này đẹp lắm các bạn. Các bạn nên bút em này được ha. Nó có ủ đế yêu lắm. Rồi ok xin mời em khác. Đại Lộc ha. Đại Lộc này là ghép gốc quý. Đây là em Đại Lộc được ghép vào gốc tứ quý. Dạ. Em này là em số 8. Rồi, cho thông số luôn. Dạ, em này có cái hoành là 18, cao 55 ngang 50. Thì anh em tất cả mọi người cũng đều biết ha. Đại Lộc ghép gốc tứ quý thì bông nó rất là đẹp. Rồi nghiêng chậu cho anh em xem cũ đó. Dạ. Để thì nói chung là cái Đại Lộc gốc quý thì Tám có nhiều lắm. Nguyên dưới nhặt chả vậy chút. Rồi ok ok, rồi thấy rồi đó, rồi mới thấy rồi.
À, các bạn được chào giá là rất bệnh. Em được chào giá nhiêu? Em này được chào giá là 1.250.000. 1.250.000. Nó là 1.850.000. Đây là giống mai mai đại lộc được ghép vô gốc tư quý đúng không? Dạ đúng rồi. Thì lúc này mưa mà đầu nó bấm liền. Nó đưa lên tâm tự. Rồi. Rồi, ok, xin mời em khác. Số mấy đây? Dạ, em này là em số 9. Số 9. Tên tuổi sao báo cáo luôn. Dạ, em số 9 này cũng là mai đại lập ghép gốc tứ quý. À, cái hoành của nó là 17 cao 65 và ngang 55. Bởi vì nói chung là cái này mấy cái đế này nó chôn sâu quá. Quá sâu luôn. Nguyên nhiên là chút chảy về, chảy về. Nếu này mà lông đế lên rồi mình môi đế chút xíu thì nó rất là đẹp ha. Đang nó đậm rạp quá. Nó đậm rạp quá như rừng snow rồi, trời ơi là trời, thấy mẹ gì đâu. Rồi, ok. Rồi, em số 9 này cũng có giá là 1.250.000. Mọi người thấy là nó đã lên rồi, bóng đỏ đi rồi. Đắm lại cái vô dây rồi sẵn hết rồi cho em. Rồi, xin mời em khác. Dạ, em này cũng là em số 10. Em số 10. Em này gốc tích như thế nào đây? Dạ, lý lịch. Em cũng là đại lộc gốc tứ quý. Rồi, báo cáo thông số. Dạ, thông số của em này là tới hoành 16, cao 60 và ngang 50. Đang khỏe, mong anh chị em xem kỹ ha, nghe thông số của 8 ủng hộ cho 8 ha, cảm ơn rất nhiều. Rồi, xin mời em khác, có giá chưa? Dạ, em này là cũng có giá là 1.250.000. 1.250.000, đây là cái giống này là mai đại lộc được ghép vào cái gốc tứ quý. Rồi, tiếp tục chia sẻ các bạn. Em số 11 hả? Em số 11. Rồi, báo cáo lý lịch chức năng của em này sao đây? Em này có cái hoành là 18. Hoành 18 cao 60 ngang 55. Em này cũng là đại lộc ghép gốc tứ quý. Thì Tám cũng xin nhắc lại, đại lộc ghép gốc tứ quý thì cây nó ít bị bệnh ha, bông nó lại đẹp, nó chỉ được cái là nó trúng bông luôn, nó không có bị nó bị đắp. Rồi của đấy năm thấy chưa, nghiêng qua cái à đây thấy rồi, ok. Rồi, rồi em số 11 này cũng có giá là 1.250.000. Rồi, xin mời em khác. Rồi, em số 12. Em số 12. Rồi, báo cáo. Em này cũng là em đại lộc ghép gốc tứ quý. Sâu quá, gốc trồng sâu quá, nó thụt đất xuống này. Cái này là lúc trước rồi, do họ trồng họ bỏ xưa. Chắc họ bỏ xưa dừa nhiều quá không? Dạ, nó sụp xuống. Nó sau thời gian nó sụp xuống, nó ngót xuống hết rồi. Dạ. Báo cáo thông số, sau thời gian nó ngót xuống, thành ra nó xuống sâu với lấy chậu. Dạ, em này có cái hoành tới 23. À, ngang 63, ký cao 63 và ngang 53. Rồi, dạ, em số 12 này cũng được chào giá 1.250.000. Mong tất cả anh chị em ủng hộ và cháu. Các bạn lưu ý lô hàng được chào giá vào ngày 3 tháng 6 2020. Ngoài giao dịch các bạn gọi trực tiếp cho anh Tám theo số là 0903175207 các bạn ha. Rồi, xin mời em khác.
Em số mấy đây? Em này là em số 10 13. 13, em số 13 có bộ gốc đẹp. Bắt đầu em lô này đẹp nè. Dạ, em này tắm nói luôn là em này là em đại lộc ghép gốc mai vàng. À, đây là đại lộc thôi. Cái dạ, lô trước thì đại lộc gốc ghép gốc tứ quý, thành ra cái cũ nó không có đẹp như cũ mai vàng đúng không? Đúng rồi, tại vì cái cũ của tứ quý thì lúc nào nó không bao giờ nó đẹp bằng được. Ít có tìm được cái cũ đẹp lắm. Đây mai vàng thì nó có nhiều rễ hơn, nó tạo thành một cái nét duyên dáng trong cái gốc mai. Đây là mai đại lộc được ghép vô gốc mai vàng, báo cáo thông số. Dạ, bông này là bông chuẩn như này. Ừ, báo cáo thông số. Đi xuống vườn là thấy mặt bông của người ta rồi. Ừ. Đây là người ta lựa là người ta bán hết. Rồi, báo cáo thông số đi em. Dạ, em này là em số 13, có bộ đế là rất là đẹp ha. Anh em cũng nhìn coi vườn ha. Nó giống hình của thú rồi. Rồi. Em số 13 là có hoành là 19, cao 50 và ngang 50. Mấy cái này á, thì anh em về được, có thể lấy bo được hết rồi nha. Rồi, em số 13 được chào giá là nhiêu? Em số 13 được chào giá là 1.450.000. 1.450.000. Rồi, ok, xin mời em khác. Số 14. Em này là em số 14. 14. Tiếp gốc mai vàng nha anh em. Hôm qua tao không có cắt mấy cái này đó là tại vì tao không để anh em thức về lấy bo ghép việc của việc ha. Đây là đại lộc chúng con anh em ghép. Ok. Rồi, em số 14 này có cái hoành là 19, cao 65 và ngang 50. Thực tế là cao lắm, 18 chỉ đo một chuẩn một tờ thôi. Rồi, em bị chờ giá bao nhiêu đây? Dạ, em số 14 này được tờ giá là 1.450.000. 1.450.000 đồng. Dạ. Bao ship toàn quốc các bạn ha. Rồi, xin mời em khác. Mời em số 15. Rồi, em này là em đại lộc ghép gốc mai vàng, em số 15. Mai em thú. Này mấy cái em đại lộc gốc mai vàng thì cái đế em nào cũng đẹp hết. Rồi, báo cáo thông số. Dạ, em số 15 này có cái hoành là 18, cao 65 và ngang 50. Anh em cũng muốn lấy bò ghép thì ghép ha. Tắm thì anh em là giao dịch xong thì tắm gửi chậu luôn cho anh em nha. Rồi, gửi chậu luôn. Em này được chào giá là? Em này cũng được chào giá 450.000. Rồi, xin mời em khác. Mời em số 16. Đại lộc ghép gốc mai vàng thì ai không thở, bộ lớn tuổi hay nhỏ cũng phải thở thôi. Bộ lớn tuổi thở rồi nhỏ tuổi không thở hả? Cái chuyện bó tay của thằng nói chuyện nghe bó tay thì mình chuyện, không thở chết sao đúng không? Nói chuyện cái quầy dốt. Quầy dốt. Ý nó là mệt á. Rồi, em số 16 này có cái hoành là 19, cao 65 và ngang 50. Tấm xin nhắc lại tại vì tấm không cắt là để cho anh em về muốn lấy bo, anh em muốn ghép nhiều cái việc lấy chứ bo, thật ra là một dắt kéo là xong đúng không? Dạ. Rồi, chào giá. Em này được chào giá 1.450.000 nha. 1.450.000. Mong anh em ủng hộ. Em này có dáng siêu các bạn ha, dáng siêu. Rồi, em xin mời em khác. Em xin mấy em 17 hay 18? Em này em 16 rồi. Giờ lên em 17 phải không? Em này còn lên 16 này. Có chừng lộn rồi. Không lộn. Đúng không? Đúng rồi, 16. Tao lên này 17. Chưa, bởi vậy. Em lộn chặt. Ừ, làm sao lộn được. Bởi vậy nha. Thấy người táo mới nói có vậy sẽ sai.
Em này là em 17. Mấy em 17 kia 16 đúng không? Học dịch còn lộn, trứng cút giờ còn lộn. Học dịch thì lộn được, bắn mai không được lộn nhá. Dạ. Bắn mai lộn là bị ném đá đó. Dạ. Chú ý. Dạ. Trứng thì lộn được chứ còn mai không được lộn. Dạ. Bộ đế đẹp ha. Em dọn dùng tầm bộ đế ha. Em số 17. Em số 17 này có cái hoành là 17, cao 75 và ngang 55. Bo mấy này em này rất là nhiều bo. Em nào thích cái gì? Rồi, em thì được chào giá là nhiêu đâu? Em được chào giá là 1.450.000. 1.450.000. Rồi, vâng, ai xin mời em khác. Mời em số 18. Số 18 cái mà để nơm. Bộ đế đẹp hơn. Em số 18 khá đẹp, để nơm. Lùm lùm. Số 18. Dạ, em số 18. Báo cáo thông số. Em số 18 này cái hoạch là 17. Cao 60 và ngang 45. Còn bộ là đế mình muốn nhầm nghe. Giờ thì mình nó thấy không? Nó mấy chân là có chân cẳng đầy đủ ha. Hai chân trước nó hai bên ha, rồi hai chân sau là cái đuôi ha. Dạ, em số 16 này có cái hoành là 17, cao 60 ngang 45, được chào giá là 1.450.000. Rồi, xin mời ông khác. Em số 10. 18 hả? 18 hay 19? Dạ, 19 anh. Em số 19. Em số 19 cũng là giống gì đây? Dạ, cũng giống đại lộc kết cúc mai vàng. À, đây là cái lô này có cái bộ đế là khá yêu. Cũ gân guốc đẹp đúng không? Đa số giờ là anh em mua cây á thì gần mua đế, tại vì tạo thì tạo dễ chứ đế khó ai tạo được. Cái đế nó định hình từ lúc cây còn nhỏ, cây từ cỡ. Còn tàn thì ra tàn vẽ tàn mấy hồi ha. Tàn thì mỗi một năm mình có thể chế tác theo một kiểu cũng được. Dạ. Không thành vấn đề. Có thể một năm mà cuối năm sướng lên cái chơi kiểu khác cũng được, cũng không sao. Dạ. Nhưng mà rễ thì nó đã định hình rồi. Rồi, có cái tổng số đi em. Số 19 này có cái hoành là 19, cao 60 và ngang 50. Được chào giá là? Dạ, được chào giá là 1.000.000. 1.450.000. 1.450.000, làm ơn nói liền số. Dạ, mong anh chị. Đừng có nói 1.000.000, ngưng cái ta nghe 1.000.000 không, 400.000 ta không nghe. Dạ. Năm này khó tính quá. Nhiều khi đang nói chuyện cái mệt, cái ngắt quãng. Có 4.000.000 đó không? Cho ta thở hả? Cho thở. Không cho thở không? Thở vậy thì nói gì nói, thở thì thở, song hành hai thứ luôn. Rồi, xin mời em khác. Xin mời em số 20. Em số 20. Tiếp tục chia sẻ, em số 20 cũng là giống đại lộc hả Tâm? Dạ, cũng đại lộc kết thúc mai vàng. Chừng cẳng tay rõ ràng luôn. Nói chung đại lộc ghép cũng mai vàng, cái đế mà cũng dễ thương hết. Dạ. Rồi, em 20 này có cái hoành là 17, cao 60 và ngang 50. Rồi, tổng xin nhắc lại, tổng bao ship toàn quốc. Tổng gỡ chậu luôn cho anh em nha. Tổng cũng gỡ chậu luôn cho anh em ha. Không có bó bầu ha. Rồi, xin mời em kế tiếp. Dạ, em này được chào giá 1.450.000. À, 1.450.000. À. Chưa chào giá mà năm. Thì lo mê quay để cho quay. Rồi, em tiếp tục đem số mấy đây? 21 hả? 21. Em số 21. Vô sự tượng rất thú vị.
Rồi em số 21 này có cái quần là 18, cao 65 và ngang 50. Em số 21 là cũng là giống đại lộc ghép với mai vàng. Mai vàng. Rồi. Dạ. Báo cáo thông số. Rồi, em này có quần 18 cao 65 và ngang 50. Dạ. Cổ đế anh em nhìn giùm ha. Dạ, được chào giá là. Tay. Dạ, cũng được chào giá là 1.450.000. Đây là hình thú rồi ha. Rồi, ok, xin mời em số 22. Em số 22 cũng là giống mai đại lộc, được ghép gốc mai vàng, có bộ cái chân hơi, cái form chân hơi cao chút ha. Em này cái tông chơi cái tông cao. À, rễ thì cũng hoàng hoại lắm. Rễ hoàng hoại luôn hả Nam? À, nhìn nó hoàng hoại lắm. Mỗi cái mang cái giống dáng, cái dốc dáng gì đó, nó cộng cộng cái bông đó đúng không? Dạ, đúng rồi. Gây cho người ta có cảm xúc mạnh á. Đây, nó đây. À. Đây, em này có kích hoạch là 17, cao 70 và ngang 45. Đại lập kết thúc mai vàng. Rồi, được chào giá là? Được chào giá là 1.450.000. 1.450.000. Em nhìn kỹ rồi ủng hộ cái tạm ha. Các bạn lưu ý lô hàng được chào giá vào ngày 3 tháng 6 2020. Mọi giao dịch các bạn gọi trực tiếp cho anh Tám theo số điện thoại là 0903175207 các bạn ha. Dạ, giờ anh em mua về giờ một tháng nữa là nó bắt đầu đến, cũng gần đến cái thời điểm mình hàng bao ship toàn quốc kích đó. Để mình chút nụ rồi. Không lâu đâu anh em. Rồi, xin mời em kế tiếp, em số 23. Dạ, em này cũng được chào giá là 1.450.000 nha. Rồi, xin mời em 23. Em 23 này có hoàn là 19, cao 65 và ngang 55. Này anh em chị em về muốn lấy bò sắc ghép tùy ha. Bò có nhiều. Rồi. Rồi, em này cũng được chào giá là 1 triệu. Em số 23, thông số đọc chưa? Dạ, thông số đọc rồi. Dạ, em xin đọc lại, tại ơi, ông kia cũng ồn quá. Dạ, cái thông số em này là quần 19, cao 65 và ngang 55. Được chào giá là. Em số 23, ý 23 này có cái giá là 1.450.000. 1.450.000, rồi. Rồi, xin mời ông khác. Rồi, xin mời em số 24. Em 24 này cũng là em cuối cùng lô mai ngày hôm nay là ngày 3 tháng 6. Rồi, em số 24 cũng là em cuối cùng của đợt chào giá vào ngày 3 tháng 6 đúng không? Dạ. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ báo cáo thông số em cuối cùng này đi. Em số 24 này có hoành là 17, cao 55 và ngang 55. Anh chị nhìn bộ đế ha, đế đẹp dễ thương. Đẹp đường 8 luôn. Đúng không Tâm? Đẹp hơn 8. Đẹp hơn 8. Chứ không phải như 8 đâu. Đẹp hơn, phải hơn 8 mới được. Đẹp hơn 8 rồi. Dạ, em cái số 24 này có bằng là 17, cao 55 và ngang 55. Rồi, để chào giá nè. Chào giá là 1.450.000. 1.450.000. Các bạn thân mến, cuối cùng rồi, cũng Nam Thu đã làm xong một cái nhiệm vụ cao cả của mình là chào giá của bà con cô bác để có các bạn tham khảo. Nếu các bạn thấy ưng ý thì các bạn liên hệ với anh Tám theo số điện thoại là 0903175207. Đây là lô hàng được bao ship toàn quốc các bạn ha. Thì đến đây thì Nam Thu cũng phải nói là chia tay với các bạn rồi. Chúc các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Thu Bonsai trong suốt thời gian qua, cũng như là ủng hộ điểm bán mai vàng của anh Tám. Mong rằng các bạn tiếp tục, nếu các bạn thấy clip phù hợp thì các bạn nhấn cái chuông, nhấp like bên phải màn hình ủng hộ tinh thần cho Nam Thu. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ Nam Thu những cái video mới nhất các bạn. Tám ơi, chúng ta nói là chia tay với bà con cô anh chị đi nào. Dạ, em
Dạ, Tám cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị em và mọi người và các cháu ha, đã bao nhiêu lâu qua ủng hộ cho Tám. Các phương trình Tám đã giúp đỡ rồi, ủng hộ Tám rất nhiều. Không anh chị em hãy ủng hộ tiếp tục ha, ủng hộ nhiều lắm. Cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Dạ, hẹn lại lần sau. Rồi, bye bye Tám, hẹn gặp lại trong những lần phát sóng kế tiếp. À, bye bye. Dạ, bye bye, cảm ơn.